Tiếp theo, một đôi giày đen trắng, một đôi Adidas nha mọi người. Mã này sẽ là A1110, size 40,5. Giá là 470.000, 470.000 đấy. Mà đấy đây. Chiếc thứ hai đây mọi người, tính chất tốt. Mã sẽ là A1110, size 40,5. 470.000. Tiếp theo là một đôi Nike, đôi thì giày da nhá mọi người. Và mã sẽ là 577, size 42,5. Và giá là 450.000. Giờ sale thì còn 300.000 đấy nhá mọi người. 300.000 thôi ạ. Giảm giá cho mọi người 300.000. Đấy. Một đôi Nike trắng đỏ. Trên hai đây ạ. 577, size 42,5, 300.000. Mà đấy đây. Tiếp theo là một đôi giày Adidas đế bút. Thiết kế rất là đẹp. Mọi người nhìn thiết kế có độc lạ không? Đây là một bên này. Đấy. 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 Đây là màu xám. Xám xám cam. Mã sẽ là A1323, size 40,5, giá là 600.000. 600.000 thôi ạ. Mặt đế đấy nhá mọi người. Chiếc thứ hai đây ạ. A1323, size 40,5, giá là 600.000. Tình trạng tốt nha mọi người. Bên trong này lót cam này. Nên cho mọi người một đôi màu đen, đen vàng, vàng gold đấy mọi người. Và mã sẽ là A463, size 41, và giá là 350.000 thôi ạ. 350.000 thôi nha mọi người. Một đôi giày màu đen rất là đẹp, tình trạng thì tốt, còn rất là mới, chỉ bị xước cái chỗ này một tí thôi, nhưng mà không ai để ý đâu mọi người. Đấy, A463, size 41, 350.000. Mặt đế đây. Chiếc thứ hai đây ạ. Theo đôi Adidas trắng xanh, đây sẽ có mã là 856, size 40,5, giá chỉ có 270.000 thôi nha mọi người. 270.000 thôi ạ. Mặt đế đây. Đó. Tình trạng tốt, giày da rất là trẻ trung, mẫu mã trẻ trung. Chơi thứ hai đây. 856, size 40,5, 270.000 thôi ạ.
tiếp theo mọi người ơi. Một đôi Nike nhá, đôi này thì kiểu như là giày tập thể thao ấy mọi người, giày chạy đấy. Mã là A927, size 41 và giá là 350.000 thôi ạ, 350.000 thôi nhá mọi người. Đấy. Một đôi Nike đen trắng. Size 41 350.000. Chiếc thứ hai đây ạ, đế của rất là mới nhá. A927, size 41 350.000. Theo là một đôi Oxid màu trắng này, màu xám này. Đây sẽ có mã là A1149, size 42, giá là 300.000 thôi ạ, 300.000 thôi nhé mọi người. Mặt đế đây. A1149, size 42, 300.000. Chiếc thứ hai đây. Mặt đế đây ạ. 300.000 thôi. Theo đây, một đôi giày trông rất là chắc chắn, cầm thì nặng tay. Giá sẽ mã sẽ là 480, size 44. Và giá là 400.000 thôi nhé mọi người, 400.000 thôi ạ. Mặt đế đây. Đôi giày rất là đẹp, chắc chắn, cầm nặng tay. Chiếc thứ hai này. Tình trạng thì tốt nha mọi người, tình trạng còn rất là tốt. Đấy, mặt đế đây. Nên cho mọi người một đôi Puma nhé, Puma màu trắng xanh này. Đây sẽ có mã là A1150, size 41 và giá là 400.000, 400.000 thôi, 400.000 cho một đôi giày rất là đẹp. Đấy, mặt đế đây nhé mọi người, một đôi giày màu trắng xanh, Puma. Chiếc thứ hai đây. Mã sẽ là A1150, size 41, 400.000. Đấy. Tiếp theo là một đôi giày đế bút nha mọi người, đế bút này, màu đen. Đế bút rất là êm rồi, mà cực kỳ bền. Mã sẽ là A794, size 43. Và giá là 320.000 thôi ạ, 320.000 thôi nha mọi người. Đấy, mặt đế đây. Mặt đế thì còn mới nhá. Đấy. Đôi tiếp theo đây. À, chiếc thứ hai. Tình trạng thì tốt, tương tự như chiếc thứ nhất. Và mã sẽ là A794, size 43, 320.000. Đó, mặt đế đây, đế còn rất là mới, 320.000 thôi, rất là rẻ. Tiếp theo một đôi giày phản quang. Mọi người nhìn có mấy cái viền phản quang ở đây này. Đấy, mã sẽ là A793, size 42, giá chỉ có 350.000 thôi ạ, 350.000 thôi nha mọi người. Đấy, mặt đế đây. Chiếc thứ hai đây ạ.
A793 size 42 350.000. Đấy. Tiếp theo. Đôi này sẽ có mã là A949 size 42,5 mà giá là 460.000 ạ, 460.000 thôi nhé mọi người. Đấy mặt đế đây. Một đôi giày da màu đen. Viền da rắn. Mặt đế. A949 size 42,5. 460.000. Thế lên cho mọi người một đôi giày cực kỳ thoáng chân luôn này. Đôi này sẽ có mã là 1010 size 42,5 và giá chỉ có 400.000 thôi ạ, 400.000 thôi. Đấy, 1010 size 42,5 nhá. 400.000 mà thế đấy. Tiếp theo đây là chiếc thứ hai. Tình trạng thì tốt, tương tự như chiếc thứ nhất. Mã sẽ là 1010 size 42,5 và giá là 400.000. Đấy. Đôi giày rất là thoáng, đi rất là thoáng chân, không bị bí bách. Mặt đế thì còn rất là mới, giày thì ok mà giá chỉ có 400.000 thôi. Cho lên cho mọi người một đôi giày giá rẻ này. Acid màu trắng đỏ. Đôi sẽ có mã là A1508 size 41. Giá là 260.000 thôi ạ. 260.000 thôi nhé mọi người. Đấy, mặc thế đây. Đôi mọi người tập thể dục hay đi chơi cũng được nhé, hoặc mua về sưu tầm các thứ ok. Rất là nhẹ. Mã sẽ là A1508 size 41. 260.000. Tiếp theo là một đôi giày Adidas màu đen, đen trắng. Đây sẽ có mã là A928 size 42 và giá là 350.000. 350.000 đấy ạ. Còn đế đấy nhé mọi người. 350.000 thôi. A928 size 42, 350.000. Rất là đẹp. Rất là mới. Mọi người đợi tí nhá. Em đi lấy giày tiếp. Tiếp theo này. Đôi màu xanh than này. Cổ cao. Cổ này thì đi cực ôm chân rồi mọi người ạ. Rất là nhẹ. Đấy, cầm nhẹ cực kỳ luôn. Thiết kế đẹp. Màu ok. Mã sẽ là A738 size 41 và giá chỉ có 450.000 thôi ạ. 450.000 thôi nha mọi người. Đấy mặt đế đây.
Đôi này còn rất là mới, là mới 90% luôn. Đấy. Cái cổ này đi thì rất là ôm chân rồi. Chân thứ hai đây, mọi người đi về đi chơi hay đi tập thể dục đều ok nhá. Tại vì nó rất là nhẹ, đi rất là nhẹ. Cảm giác đi như không đi ấy. Mã sẽ là A738 size 41 450.000. Đấy, mà đấy đây. Tiếp theo. Rồi một đôi này thì đến lên cho mọi người một đôi rất là rẻ nhá. Đây sẽ có mã là A1134. Size 43 và giá chỉ có 200.000 thôi ạ, 200.000 thôi nhé mọi người. Đấy. Mặt đế đây. 200.000. Một đôi này đẹp đổ ạ. A1134 size 43, 200.000. Tiếp theo lên cho mọi người một đôi giày thể thao nhé. Giày thể thao này, đế nhiều màu, rất là nhiều màu, đế hơi. Và mã sẽ là A612 size 40,5 và giá là 300.000 thôi ạ, 300.000 thôi nhé mọi người. Đấy, mà đấy đấy, 300.000 rất là rẻ. Mua về đi giày đi tập thể thao các thứ ok này, vì đấy nó rất là ma sát. A612 40,5 300.000. Đấy. Tiếp theo một đôi giày màu xám xanh. Đôi này sẽ có mã là A202 size 40,5. Giá là 350.000 thôi ạ, 350.000 nhé mọi người. Đấy, mà đế này. 350.000. Chưa thứ hai đây ạ. A202 size 40,5, 350.000. Đây có mã là A1099 size 42,5, 400.000. Đấy. A1099 size 42,5, 400.000. Chiếc thứ hai đây. Tình trạng tốt, tương tự như thứ nhất. Đấy, A1099 size 42,5, 400.000. Tiếp theo một đôi giày rất là nhẹ này. Đây sẽ có mã là A581 size 42,5. Giá là 400.000 thôi nha mọi người, 400.000 này. Mà đấy đây. Chiếc thứ hai đây ạ. A581 size 42,5, 400.000 nhá. Đó. Theo là một đôi Nike trắng xanh. Đây sẽ có mã là A280 size 40,5, giá hiểu 350.000 thôi nha mọi người, 350.000 thôi ạ. Đấy. A280 size 42 40,5, 350.000.
tình trạng tốt đi. Ok, tiếp theo đây, A256 size 40, 350.000 ạ, một đôi nai nhé mọi người, một đôi nai màu trắng này. A256 size 40, 350.000. A845 size 42, 300.000 thôi ạ. Đấy, 300.000 thôi. Chiếc thứ hai đây. A548 size 42, 300.000. Là gì đáp? Trắng đen này. 1012 size 40, size 40,5, 300.000. Đấy. Mã này là 1012 size 40,5, 300.000. Thứ hai đây. Đấy đấy. Tình trạng này tốt nhá, tương tự như thứ nhất. Vì em nay em đeo khẩu trang ấy cho nên kiểu nói hơi bị bé mọi người thông cảm. Đây một đôi Adidas đây. Đế dính để điều chỉnh độ to vừa chân hơn. Cái đôi này nó không có dây mọi người, nó là cái kiểu đế dính dính. Và mã sẽ là 975 size 40, 300.000. A975 size 40, 300.000. Mặt đấy đây. Ừ, rất là đẹp mọi người ạ. Rất là trẻ trung nhá. A975 size 40, 300.000. Mặt đấy đây ạ. Thì có mã là A1301 size 42,5, giá là 600.000. A1301 size 42,5, 600.000. Tình trạng tốt. Chiếc thứ hai đây. A1301 đấy mọi người, size 42,5, 600.000. Mà đấy đây. Tiếp theo lại nơi oxit A1526 size 41, 380.000. A1526 size 41, 380.000 đấy nha mọi người, 380.000 rồi ạ. Chiếc thứ hai đây. A1526 size 41, 380.000. Mà đấy đấy. Mà đấy còn rất là mới. Tiếp theo
Ok, sẽ có mã là A200, size 43, giá là 400.000 một đôi giày full đen. Chiếc thứ hai A200 size 43, 400.000. Đây sẽ có mã là A477 size 42, giá là 400.000 nhé mọi người, 400.000 ạ. Chiếc thứ hai đây. A477 size 42, giá là 400.000. Rồi.